Cụ già, cụ già làm cái gì vậy? Hồi thanh niên 70 tuổi, hồi thanh niên xinh lắm, con gái nào chả thích ông à? Ấy giờ bây giờ ông là đi bán thuốc quanh năm, còn một bà Cao Bằng, một bà Lạng Sơn, một bà Văn Quan. Bán thuốc gì? Bán thuốc khớp trung liệt. Không phải thuốc sinh lý à? Nhưng mà cái loại không nói luôn. Có bốn bà, còn bà Hoang Mang Đồng Đăng Lạng Sơn là có nhiều. Các bà làm gì mà nhiều thế? Bởi vì ông tiếp thuốc thì nó chưa cái chân này khỏi. Thế hôm nọ hai con ba con còn con phải thánh nước là có oxy không chết. Vâng. Không có oxy thế mấy hôm nay còn bắt được không? Chưa bắt được. Bây giờ tiền ít thế thì hôm nọ 600 tiêu hết, không có, không có tiền tiêu người yêu không có rồi, hết tiền rồi. Vậy như thế nhà đeo con nào phải kiếm đến bao nhiêu? Thế không kịp rồi, không kịp bỏ non rồi, bỏ non mới có tiền nhiều. Mấy năm nay già không về quê trèo rừng hồi được rồi, già rồi. Hồi ruộng vẫn còn có, bỏ cháu bà cả rồi, mình về với bà thứ ba ở Lạng Sơn này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
kéo đi kéo mua hạt được ban vào. Bye.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cô biết chưa? Chị kia về dạ, đổi người dạ.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy
xong bật đèn lên là nó khô hết rồi. Nhà nam ơi nước thiên tròn ơi mây lia thiên tròn mây. Nhà ca sĩ nước thiên này ơi Bồ Đà. Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy
Quay chị này một tí nữa mới tắt chứ. Quay cái gì?